Tiếp theo là các thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Vào tối qua ngày 24 tháng 5, trên tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ giữa ô tô và xe máy khiến một đôi nam nữ bị thương. Vào thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 92A-16975 do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp. Khi đến ngã ba giao với đường Lâm Hoành, xe ô tô bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 43K1-57304 do anh nguyễn công thành đạt trú tại xã hòa châu huyện hòa vang điều khiển chở theo bạn gái lưu thông cùng chiều cú tông bất ngờ khiến anh đạt và xe máy bị kẹt dưới gầm xe bạn gái anh đạt bị hất ra xa nhận được thông tin công an quận sơn trà đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời